Sài Gòn Phone xin kính chào anh em thân hữu, những fan hâm mộ điện thoại pin bền, chống nước, chống sóc. Tất cả anh em thân hữu mà quan tâm đến những cái dòng điện thoại pin bền, chống nước và chống sóc thì cũng không lạ lắm vì cái thương hiệu Blackview. Hiện tại trên thị trường thì có những cái thương hiệu pin bền, chống nước, chống sóc giống như Ulefone, Dugi, Alcatel và kế đến là Blackview. Nếu riêng về cá nhân thì shop rất thích thương hiệu này. Về độ bền có thể nói là số 1. Riêng cá nhân nha, nói theo cá nhân mà shop rất thích những sản phẩm pin bền, chống nước, chống sóc của hãng Blackview. Tại sao nó như vậy? Thì để khi mà quy sản phẩm này ra thì shop sẽ giải thích tại sao riêng cá nhân của shop rất thích thương hiệu Blackview, đặc biệt là những dòng pin bền chống nước chống sóc. Nó bền thật sự và nó chống sóc là khỏi cần phải bàn. Đó là theo cái chủ nghĩa cá nhân. Thì để các bạn không chờ lâu, shop sẽ review sơ cái cấu hình của em nó. Cái tên model này nó tên là Blackview BV 9003 Pro. Hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy về cấu hình của em nó. Chip MediaTek MT6789V, thông thường người ta hay gọi là Helio G99. Octa-core 2.2 GHz. Màn hình của sản phẩm này là 6.7 inch, 1080x2388. RAM hiện tại em nó là 12GB RAM gốc cộng với 12GB RAM up to, tổng cộng là 24GB RAM. Pin của em nó là 15.080 mAh. Khá nặng nha các bạn. Khá nặng. Đây. Rồi, shop sẽ khui hàng, sẽ khui hộp em nó. Tên. Đây. Ok, việc đầu tiên. Đây, nhân vật chính đây. Nhân vật chính ở trong cái hộp này hiện lên màn hình các bạn. Đây là phụ kiện, con cốc sạc, củ sạc 33W nha các bạn. Dây, cáp. Đơn giản, phụ kiện rất là đơn giản. Riêng Blackview thì thông thường những cái dòng Blackview thì thường sẽ cho thêm một sợi dây da nha các bạn. Để mình gắn vào trong đây nè. Gắn vào đây là để mình để đừng có rớt ha. Nói chung là nó là pin bền, chống nước, chống rớt mà cũng còn sợ rớt ha. Rồi, để riêng bên. Đây là phụ kiện, đơn giản vậy thôi. Đây là nhân vật chính. Ok. Sau khi lột lớp màn bảo vệ thì các bạn sẽ thấy cái màn hình của em nó được hiện nguyên hình. Đây các bạn, màn hình rất đẹp các bạn. Tại sao các bạn có hiệu ứng thấy rằng là cái gần như là cái miếng kính cường lực này, cái màn hình nó nằm sâu bên trong? Tại vì riêng cái dòng sản phẩm mà Blackview BV 9003 Pro này thì hãng công bố rằng đó là kính cường lực của nó là lát 5 nha các bạn, là 5 lớp siêu cứng. Gần như shop chưa thấy một model nào của dòng Blackview. Đợt trước thì một số khách hàng đã dùng qua con Blackview BV 9003 và họ hoàn toàn hài lòng về cái chất lượng của cái kính cường lực này, đúng là không thể nghĩ bàn. Rồi đây, shop sẽ quay sơ lại về cái hình thức bên ngoài, cũng giống như shop nói tại sao shop rất thích là thiết kế của dòng điện thoại Blackview. Bởi vì các bạn có thấy đây,
luôn luôn lúc nào cũng có thanh nẹp thép cứng, bên trong là thép. Này các bạn thấy nè, cái độ chống sốc cao su rất là dày. À, riêng dòng này thì nó có cái đồng hồ phía sau nha các bạn, nhìn cũng rất là ngầu nha. Đây shop cầm đây, nhưng có cái là hơi to nặng, nhưng đối với những fan thâm mộ điện thoại pin bền chống nước chống sốc thì điều này cũng không có vấn đề gì mà gọi là khó khăn, tại vì mình xài riết nó quen. Nhưng một điều đáng nói nữa là tất cả những dòng sản phẩm đời sau này của Blackview thì họ làm cái này rất là sâu nha các bạn. Cái khả năng chống nước chỗ này rất là sâu. Đây shop khui ra cho xem đây đó, nên cái khả năng chống nước của em nó cũng khá ổn. Về chỗ này là được thiết kế lại rất là sâu và chắc khích nè các bạn thấy không đó. Rồi riêng về cái độ mượt của em nó thì shop sẽ test cho các bạn xem luôn. Và vô một cái YouTube nào đó ha. Đây đây shop gần đi gần vô lên lên bạn thấy nè, em nó vô cùng mượt. Rồi âm thanh, rồi shop sẽ bật lên một cái video nào đó để nghe được âm thanh của em đó ha. Đây. Đây là một loa các bạn, nó chỉ có một loa thôi nha các bạn. Đây. Nhưng những cái dòng điện thoại mà pin bền chống nước chống sốc này nó có những cái đặc tính rất là đặc biệt cho dùng trong cái những người mà là trong kỹ thuật các bạn. Thì tại vì những cái dòng máy này thường có nó có một cái chức năng gọi là găng tay. Đó, bạn thấy chưa? Đó, ví dụ mình bấm đây nè, ngón tay nè. Thì nó sẽ chạy ha. Còn nó riêng những cái dòng điện thoại bình thường mình chạy thì chỉ cần qua lớp giải thôi là coi như là mà nó không bấm được rồi. Đây là chế độ găng tay của sản phẩm ha. Đó. Mình bấm vô thì nó nhảy ha, đó. Rồi ví dụ như shop lấy một cái dòng máy khác thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ không ăn ha. Ở vụ đây. Ha. Đây. Các bạn thấy nè, nó trơ trơ ha. Ok, đó là chức năng của cái dòng máy pin bền chống nước chống sốc. Thì nó có khả năng đó là nó sử dụng găng tay. Ví dụ mình đang làm công việc mà đeo găng tay thì nó sẽ vẫn cảm trên màn hình này được luôn nha các bạn. Về cấu hình em có về cái đèn pin của em nó thì hãng đã giới thiệu cho trên website của họ đó là độ sáng của nó là 100 lumen nha các bạn. Thì hôm nay shop sẽ bật thử cho bạn xem. Bạn nhấn double click lên hai cái lên thì bạn nhấn cái nữa thì nó sẽ cháy. Đây đây, bấm cái nữa là nó tắt. Thì trong đây thì shop cũng thấy rằng nó có những cái hộp công cụ để phục vụ cho cái vấn đề mà kỹ thuật, cũng giống như cái con này. Đây là cái con hình như là cái để mà cân bằng thì phải, đó cái thanh công cụ nó cũng có đầy đủ trong này. Thì những cái dòng máy này là chủ yếu là sử dụng trong cái cho những người kỹ thuật nha các bạn, tức là làm trong những cái môi trường mà cần cái sản phẩm nó bền, chống nước chống sốc chống va đập. Chứ còn thông thường mà cầm cái điện thoại này mà xài thì nó cũng khá nặng nha các bạn. Đó thì hôm nay shop sẽ review sơn về em nó, và rồi shop sẽ test luôn cái khả năng chống nước của em nó. Thì các bạn đừng rời màn hình, shop sẽ thả nó vào nước để cho các bạn xem cái độ chống nước của sản phẩm như thế nào nha. Đây là cái màn test nước nha các bạn. Mà thông thường thì trước khi mà test nước thì shop cũng luôn luôn nói rằng với quan điểm của shop là luôn luôn review sự chân thật và luôn luôn là sự thật nha các bạn. Sự thật là như thế nào? Máy có chức năng chống nước nhưng bên mình
bên hãng sẽ không bảo hành chuyện vào nước. Là tại sao như vậy? Đây, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vào nước là chỗ này. Trước khi các bạn bỏ vào nước thì việc đầu tiên phải làm cái thao tác này. Nhớ nha, hãng sẽ không bảo hành bạn vào nước nha. Nếu bạn đóng không kín chỗ này thì chắc chắn 100% nước sẽ vào nha. Đây, giờ mình sắp làm đây. Đóng vô, đóng kín. Đây, như vậy thì nước sẽ không vào. Và đây, trước mắt các bạn là một sự thật. Shop luôn luôn review sự thật. Được chưa? Bây giờ shop mở một đoạn video và shop sẽ bỏ nó vào trong nước cho các bạn xem. Đây, âm thanh đang có ha. Sau khi đóng kín lại rồi, shop sẽ bỏ vào. Và các bạn hãy thấy shop thò tay vào trong. Và các bạn thấy được rằng đây. Được chưa? Bạn thấy chưa, nó sôi ùng ục lên, thấy không? Tim đâm bọt. Nhớ lại lần nữa, shop sẽ không, hãng sẽ không bảo hành cái chuyện máy bạn vô nước nha. Nếu làm không kỹ là chắc chắn nó sẽ vô nha. Còn đây, đây là sự thật. Shop luôn luôn lúc nào cũng là sự thật là trên hết. Bạn thấy chưa? Nước ục ục như mấy cái lo, thấy không? Đây, sự thật là máy chống nước nha. Rồi, bạn thấy chưa? Rồi, ok, shop đem lên. Đem em nó lên. Bạn thấy quẹt đường liền, thấy chưa? Nè. Shop đó lại lần nữa, nếu máy vào nước thì các bạn phải tự chịu. Nhưng máy hoàn toàn chống nước. Rồi, ok. Vậy là cái màn test nước của shop kết thúc tại đây. Và mong các bạn hãy lưu ý một lần nữa, đóng kín chỗ này, còn không nước sẽ vào. Mà nước sẽ vào là phải tốn tiền. Rồi, shop xin kết thúc video tại đây nha. Nhớ lại, shop cũng nói thêm một cái vấn đề này. Khi bạn bỏ vào nước thì lo này sẽ không nghe nè. Bạn thấy nó nghe nhỏ xíu không? Nè, bạn thấy không? Bây giờ mà mở nhạc mà nước còn văng ra vào nè, thấy không? Nó bút bút ra nè. Bạn thấy chưa? Thấy chưa? Là shop review sự thật nha. Đó, chân thật, vô cùng chân thật. Rồi, vũ nó. Rồi để đó, thổi, đưa miệng vô thổi. Rồi để cho nó khô. Đây cũng vậy. Thôi dùng công cụ mình có sẵn là chắc cú nè. Rồi, để đó cho em nó tự nó khô ha. Rồi ok, bạn thấy nghe âm thanh nghe lớn hơn chút xíu, thấy chưa? Rồi, shop kết thúc review tại đây nha.